Sân chơi cho trẻ, câu chuyện đã được đề cập đến rất nhiều lần, thế nhưng vẫn chưa tìm được lời giải. Bởi vậy, cho đến nay, trên toàn tỉnh mới có 3 trung tâm thanh thiếu nhi được xây dựng tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng, cùng một số sân chơi theo mô hình xã hội hóa. Và sân chơi cho trẻ vẫn là câu chuyện biết rồi, khổ lắm nói mãi. Lại thêm một mùa hè nữa, các em thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tiếp tục loay hoay với việc tìm một không gian vui chơi an toàn và lành mạnh. Hãy bắt đầu với thành phố Đà Lạt, mảnh đất vốn được biết đến là một không gian lý tưởng để nghỉ dưỡng cho du khách, không chỉ trong nước mà còn rất nhiều du khách quốc tế. Thế nhưng không gian dành cho trẻ em của thành phố mộng mơ này lại thật sự thiếu. Một số doanh nghiệp thời gian qua đã đầu tư sân bóng mini, hồ bơi và điểm vui chơi tại một số nơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thế nhưng để vào được những điểm vui chơi như thế, các em phải trả một khoản tiền không nhỏ. Và nhiều gia đình không thể có điều kiện cho các em vui chơi trong suốt dịp hè. Hơn nữa, với quy mô nhỏ, lẻ, về cơ bản các điểm vui chơi mất phí khá cao này đều chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ em Đà Lạt. Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng đóng chân tại số 31 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Hiện được coi là sân chơi tuyệt vời nhất cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, đúng như tên gọi của nó. Đây quả thực là không gian khá thu hút các em thiếu nhi trong mỗi mùa hè. Bởi hầu như, ngoài địa điểm này, các em cũng có rất ít sự lựa chọn. Ngoài công viên thiếu nhi ra, chúng em còn có thể chơi bít xây. Thì có nhiều bạn và đủ điều kiện để đi chơi những nơi thoải mái. Còn có nhiều bạn thì không đủ điều kiện để đi chơi và nhà thì ở xa. Cho nên các bạn sẽ không được chơi vừa cùng thiếu nhi này. Cái Đà Lạt mình nói chung thì rộng lớn, nhưng mà những cái khu vui chơi cho trẻ em thì còn rất là ít. Mình thấy nó vẫn còn nhỏ, còn vẫn còn thiếu. Thật lòng ra nếu mà đi trúng ngày Chủ nhật thì vô đây thôi, cháu không đủ chỗ chơi. Ở đây là nó nhỏ thôi chứ còn lớn hơn tí nữa. Nhưng nó chưa vô nét rồi. Có năm lớp 5 là đã vô nét chơi rồi. Cho nên cái tình trạng đó dần muốn tạo điều kiện sao cho những cái lớp lớn hơn tí xíu. Có cái điều kiện để cho tụ tạp cho tụi nó chơi. Thiếu sự lựa chọn, thực tế đã thấy rất rõ ràng. Với độ tuổi thiếu niên, các em vô cùng khó khăn để tìm sân chơi. Bởi vậy không hiếm hoi gì để bắt gặp những thiếu niên khá lớn thế này cũng tìm đến đây để vui chơi. Sân chơi ở Đà Lạt rất là thiếu. Con và các bạn muốn chơi các trò chơi thì phải đi ra công viên hoặc quảng trường. Nhưng có nhiều bạn thì xa nên chưa đi được. Có vài bạn thì hè này ngồi việc học ra thì không biết đi chơi ở đâu. Thiếu không gian, vỉa hè, lề đường cũng trở thành nơi vui chơi lý tưởng cho trẻ. Thậm chí cả bờ hồ cũng nghiễm nhiên được chọn là địa điểm quen thuộc của các em, chỉ bởi một lẽ đơn giản. Tại vì chỗ này gió nhiều nên là thả chỗ này nhiều bay cao. Bình thường thì con muốn thả diều thì con còn chỗ nào để thả nữa? Dạ, con bên kia. Tức là chỉ có xung quanh cái khu hồ thôi hả? Dạ. Con sợ là em mà đuổi theo diều em chạy cho em ngã, không có hiểm. Dạ có. Những hệ lụy của thực trạng này có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nhìn thấy quá rõ ràng. Những quán game, internet lại trở thành nơi hấp dẫn các em ở hầu khắp các địa phương trên toàn tỉnh. Nhiều tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, tiếp tục gióng lên những hồi chuông khẩn cấp. Hãy cho trẻ em, tương lai của mảnh đất cao nguyên hiền hòa này, một sân chơi lành mạnh, an toàn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng nói của trẻ em và tìm hiểu căn nguyên của việc thiếu sân chơi cho trẻ ở chương trình thời sự tới.